Về già khôn ngoan, đừng nợ 4 điều, đừng làm 5 việc. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Kính thưa quý vị, những mối quan hệ gia đình và họ hàng thường rất nan giải mỗi khi có mâu thuẫn khúc mắc xảy ra. Để hạn chế điều này, giữ được sự hòa thuận giữa những người thân, mỗi người nên nhớ đến quy tắc đừng nợ 4 điều, đừng làm 5 việc. Thứ nhất, đừng nợ 4 điều. 1. Nợ kinh tế. Tuy nói rằng họ hàng nên quý mến và giúp đỡ nhau thường xuyên, nhưng các khoản nợ liên quan tới kinh tế có thể trở thành khúc mắc gây bất hòa tình cảm người thân ruột thịt. Có rất nhiều trường hợp họ hàng nợ tiền của nhau nhưng không giải quyết được, cuối cùng dẫn đến tranh chấp nảy lửa từ mặt anh em. Mỗi một hoàn cảnh đều có khó khăn riêng. Khi cho vay mượn tiền, hạch toán rõ ràng sẽ khiến người khác cảm thấy mình tính toán chi ly. Còn nếu không đòi thường xuyên, người nợ lại thiếu sự tự giác, không muốn trả nợ sớm, thì mối quan hệ cũng hình thành vết nứt. Cuối cùng, tiền tài và lợi ích sẽ là vũ khí châm ngòi các cuộc chiến nhanh nhất. Vì vậy, giữa các khoản tài chính có liên quan tới họ hàng, người thân, hãy luôn minh bạch rõ ràng. Nếu có thể, thì tránh vay mượn của nhau. Nếu gặp tình huống bất khả kháng phải mượn nợ, thì cần nhanh chóng thu xếp để trả lại cho họ. 2. Nợ lòng tốt. Khi kết giao với bạn bè ngoài xã hội, chắc hẳn không ai muốn mắc nợ ân tình. Mối quan hệ trong gia đình, với họ hàng hay người thân cũng tương tự như vậy. Hầu hết người thân đều cam tâm tình nguyện, sẵn lòng giúp đỡ khi chúng ta gặp cảnh khó khăn mà không cần báo đáp. Nhưng chính vì điều này mà chúng ta càng phải có lương tâm, dùng lòng tốt để đáp lại lòng tốt. Trên đời này cũng có rất nhiều ân tình mà ta không thể báo đáp hết, chẳng hạn như ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vì vậy, chúng ta cần phải cố gắng hết sức để thể hiện lòng biết ơn và truyền ngọn lửa yêu thương. 3. Nợ trách nhiệm. Cuộc đời là một sân khấu lớn. Những người thân của chúng ta có thể đóng những vai trò khác nhau. Con cái, cha mẹ, vợ chồng, anh, chị, em. Mỗi vai trò đều có trách nhiệm và nghĩa vụ riêng. Ví dụ là con cái trong nhà, chúng ta nên gánh vác trách nhiệm tôn trọng, phụng dưỡng và chăm sóc ông bà, cha mẹ. Là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm nuôi nấng, dạy bảo con cái cho đến khi chúng trưởng thành nên người. Là vợ chồng, chúng ta có trách nhiệm phải chung tay cùng xây dựng gia đình, bảo vệ cha mẹ và con cái, đồng thời cũng phải có trách nhiệm chung thủy, bao dung với bạn đời. Là anh em ruột thịt, cần có trách nhiệm đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, chia ngọt sẻ bùi trước những thay đổi lớn của cuộc sống. Khi bạn hoàn tất trách nhiệm của bản thân, bạn sẽ sống thẳng lưng, khoan thai mà không phải e ngại điều gì. 4. Nợ thời gian. Những người thân yêu của chúng ta thường cố gắng không yêu cầu, đòi hỏi gì nhiều vì sợ chúng ta phải lo nghĩ, chịu nhiều ảnh hưởng. Đối với người thân, chỉ cần gia đình đoàn tụ, khỏe mạnh, không bệnh tật, tai ương, sống bình yên, thì hạnh phúc đã đủ đầy và trọn vẹn, dù hoàn cảnh giàu hay nghèo. Do đó, khi có cơ hội, chúng ta phải dành nhiều thời gian nhất có thể để đồng hành cùng những người thân yêu. Đừng bao giờ mắc nợ họ thời gian, vì thời gian vốn là dòng chảy không có điểm dừng. Đợi đến ngày con muốn nuôi, cha mẹ không đợi, thì thứ còn lại sẽ là hối tiếc suốt nửa đời còn lại. Thứ hai, đừng làm 5 điều kẻo họ hàng không yên. 1. Đừng khoe khoang trước mặt đông người. Bạn mua một chiếc xe mới, một ngôi nhà mới, hay đơn giản là những món đồ trang sức mới, hãy cố gắng tránh khoe khoang những điều đó trước mặt họ hàng và bạn bè. Ai nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu, chứ đừng nói đến người thân của bạn. 2. Đừng ăn chùa suốt ngày.
dù là họ hàng hay người thân quen đến mấy, thì cũng nên hạn chế việc để họ liên tục thanh toán hóa đơn cho mình. Dù ít, dù nhiều, hãy góp tiền để bữa ăn có thể trọn vẹn hơn. Nếu không, thỉnh thoảng hãy mời lại họ một bữa. Nguyên tắc cơ bản nhất trong gìn giữ quan hệ chính là có qua có lại mới toại lòng nhau. Một bữa ăn không đáng là bao, nhưng phải cố gắng tránh làm cho người ta cảm thấy khó chịu. 3. Đừng hỏi về những vấn đề riêng tư. Dù mối quan hệ tốt đẹp đến đâu, thì trong lòng mỗi người đều có một góc khuất không muốn bị người ngoài can dự vào. Hãy tôn trọng người ấy, chính là tôn trọng gia đình và tình cảm của bạn. 4. Nhận lòng tốt mà không biết ơn. Khi gặp khó khăn, rắc rối, bạn cần người thân, bạn bè xung quanh giúp đỡ. Mỗi lần như vậy, nhất định phải nhớ ơn, thì người khác sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. 5. Không chỉ trích khi chưa rõ thật hư. Gia đình chính là cảng tránh bão, là nơi trú ẩn an lành nhất mà người ta thường tìm đến khi mệt mỏi. Do đó, là người thân, đừng nên lên tiếng chỉ trích đay nghiến khi chưa rõ sự thật. Điều gì không nên lên tiếng thì đừng bao giờ nói quá nhiều. Hãy cho người đó khoảng không gian vừa đủ để thở. Hãy dành thời gian để phát hiện và thưởng thức cái đẹp của vạn vật, trau dồi vốn hiểu biết cho bản thân, sống cuộc đời mà mình muốn, bạn sẽ có một cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa. Cuộc sống phải có lúc thăng, lúc trầm. Cứ sống mà chỉ chăm chăm đuổi theo những tham vọng thì sẽ rất mệt mỏi. Con người nên biết chữ đủ để có thể tạm hài lòng với những gì mà mình đạt được. Chữ đủ không có nghĩa là an phận thủ thường, mà là biết công nhận những gì mình đã đạt được, hài lòng với nó, để bản thân mình có những giây phút được thư giãn nghỉ ngơi, chứ không phải mãi miết chạy đua theo danh vọng, tiền tài. Những thứ đó thật chẳng biết bao giờ là đủ. Tâm thái quyết định vận mệnh. Nếu cứ luôn u sầu, ảo não vì những chuyện xung quanh, hay đối xử với người khác bằng thái độ cục cằn, tức giận, vậy thì chính bạn cũng sẽ tồi tệ theo. Luôn cảm thấy mọi chuyện không như ý, lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu, bực tức, suy nghĩ mãi về những điều đó chỉ khiến bạn tự làm khổ chính mình mà thôi. Bước vào tuổi trung niên, học cách thuận theo tự nhiên, chuẩn bị cho mình một tâm thái tốt, đó chính là vận may của bạn. Hãy nhớ rằng, mọi chuyện hôm nay bạn cho là tồi tệ, ngày mai rồi sẽ qua đi, tất cả sẽ lại tốt đẹp trở lại. Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Người ta, ai cũng sẽ luôn phải đối mặt với những khó khăn, thất bại và phiền não xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Khi đối mặt với thất bại, nếu một người có thể giữ được tinh thần lạc quan, tự tin và rộng mở, thì người ấy sẽ có thể chuyển bình thường thành giàu có, khó khăn thành thoải mái, và thậm chí có thể chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tốt đẹp và quý giá cho bản thân. Suy cho cùng, lạc quan, vui vẻ là một loại tài sản vô hình, sẽ giúp cuộc sống bạn trở nên tươi đẹp hơn. Đời người, có lẽ điều khó khăn nhất là có được loại tâm thái tốt đẹp này, đặc biệt là giữ được một loại tâm thái lạc quan trong nghịch cảnh. Một người có thể giảm bớt u sầu, sẵn sàng làm việc, bình thản nhiều hơn một chút, ôn hòa nhiều hơn một chút, thì cuộc sống của người ấy ắt sẽ có ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Sau tuổi trung niên, người ta thường thiên về cuộc sống nội tâm, đã hiểu thấu nhiều điều trong đời, cho nên chỉ có mỉm cười trong thời điểm này là tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.